Ngày 20 tháng 9 năm 2021, Thành đoàn Châu Đốc, Hội đồng đội thành phố, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Châu Đốc phối hợp với Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Châu Đốc phát quà trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Dịp này, Thành đoàn Châu Đốc đã trao tặng 230 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi. Mỗi phần quà bao gồm bánh trung thu và bánh bía với tổng kinh phí trị giá trên 16 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Vietinbank và Chùa Quỳnh Đạo. Đây là hoạt động nhằm chia sẻ, động viên tinh thần các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vượt qua khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Hy vọng với những phần quà này sẽ mang lại những niềm vui cho các em có một mùa trung thu ấm áp và ý nghĩa bên gia đình.